Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 tới đây. Theo đó, việc đánh giá học sinh sẽ đa dạng hơn, có cả làm bài trên máy tính, có cả. Theo đó với môn học có từ 35 tiết trở xuống mỗi năm, học sinh phải có hai đầu kiểm tra, hai đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên môn học từ trên 35 đến 70 tiết có 3 và trên 70 tiết có 4 đầu điểm. Trong mỗi học kỳ, một môn học có một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm cuối kỳ. Điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên sẽ được tính hệ số 1, giữa kỳ tính hệ số 2 và cuối kỳ tính hệ số 3. Điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ với các hệ số quy định. Như vậy so với trước đây, điểm kiểm tra một tiết đã được loại bỏ, số đầu điểm ở từng môn vì thế mà giảm, môn nhiều nhất chỉ có 6 đầu điểm thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ tập huấn hướng dẫn thống nhất việc xây dựng và sử dụng ma trận đặc tả bài kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ đảm bảo chuẩn đánh giá thống nhất trong toàn quốc